cái bài đầu tiên nó kỹ thì đến những cái bài sau nó mới dễ được. Còn nếu mà lúc nào mình cũng cứ hời hợt, mình nghe à Ohayou gozaimasu, ai chả biết, chào buổi sáng chứ gì, sensei, sensei ai mà chả biết, giáo viên chứ gì. Nhưng mà nó phải, nhưng mà người ta nói sensei như thế nào ấy, kiểu vậy. Thế nhớ là nhá, muốn phát âm được được giống ấy, cứ nghe đi. Mọi người nghe đủ nhiều mọi người sẽ nhận ra, mọi người sẽ nhận ra được. Cứ là ngày hôm nay mọi người nhận ra một ít, ngày mai mọi người lại nhận ra thêm được ít nữa. Mọi người thử đi, nghe 7 ngày liên tiếp xem. Mỗi một lần nghe, mọi người sẽ nhận ra được một thứ mới. Đấy là điều chắc chắn nhá. Em đã thực hiện rồi, cái này là chắc chắn luôn. Trả bài nhá. Trả bài thì hôm trước có một bạn, bạn ấy sợ là không trả bài được kịp là bị click khỏi nhóm. Đấy, là như thế. Nhưng mà thế này này, trên tinh thần là làm trong suốt một năm nên là không không ấy nha cả nhà, đừng 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 có áp lực nha. Thứ nhất là có hai cách trả bài. Thứ nhất là trả bài dưới dạng sharing. Sharing nó nghĩa là gì nào? Ví dụ như là mọi người nghe nha, ví dụ nghe như này chẳng hạn. Đấy, mỗi người mỗi một lần người ta nói như thế mình bao lại đúng không? Section 1. 1. Số. Đấy, có là trả bài theo cái kiểu như vậy. So, đấy, gọi là shadowing lại. Người ta nói cái gì thì mình shadowing lại, mình bao lại, mình shadowing luôn. Ni. Ế. Đấy, ế. Đâu đấy, cô đấy. Đấy, là mình sẽ, một là trả bài theo cái dạng shadowing như thế. Thì mọi người cứ record lại màn hình thôi nhá. Mọi người record lại màn hình 5-10 phút là được. Cái video mỗi một lần em chuẩn bị chỉ khoảng tầm 4 đến 5 phút thôi. Thì mọi người shadowing thì cùng lắm lên đến 10 phút. Mà mọi người nghe cả tuần mọi người mới shadowing một lần thôi. Nên là mọi người không mất nhiều thời gian đâu các bạn. Có là hôm nay mình nghe 5 phút, mai mình nghe 5 phút, ngày kia mình lại nghe 5 phút. Chẳng nhẽ 10 ngày nghe 5 phút mà không thuộc được cái bài này, nghe cũng hơi điêu điêu đúng không? Nó quá là đơn giản luôn. Mọi người có đồng ý đơn giản không? Ơi, giơ tay hèm phát nào. Gọi là bây giờ cái bài thì có 5 phút. Hôm nay các bạn học 5 phút, ngày mai các bạn học 5 phút, ngày kia các bạn 5 phút, 10 ngày các bạn có thuộc không? Không thuộc, thôi chắc tôi bó tay nhỉ? Đúng không? Có mỗi một người đồng ý à? Mỗi người đồng ý à? Đấy, nó phải thế chứ đúng không? Đúng rồi. Đầu tiên là mình phải nghĩ là nó dễ đã, đúng không? Hôm nay nghe 5 phút, mai nghe 5 phút, mình nghe 5 phút, kiểu gì nó cũng sẽ thuộc nhé các bạn. Không ai không thuộc cả. Đầu tiên là mình phải thuộc. Rồi, tiếp đến là cái, đấy là cái phương pháp trả bài đầu tiên này. Phương pháp trả bài thứ hai nó khó hơn. Đấy, khó hơn là video phản xạ. Thì em có làm một cái video phản xạ là ví dụ như em chỉ nói tiếng Việt thôi. Em nói tiếng Việt là cho tôi 3 quyển sách. Nha. Đấy, hẹn gặp lại cậu nhé, đúng không? Ra nê, đúng không? Xong là mai gặp nhé. Xong là mata asta chẳng hạn thế. Có là khi mà em nói là hẹn gặp lại cậu nhé, ra nê thì mình phải nói là ra nê, mai gặp nhé. Mata asta chẳng hạn thế. Hoặc là câu nào đi là việc học tiếng Nhật thế nào đúng không? Nihongo á, đổ đúng không? Xong là chữ Hán khó nhưng thú vị chẳng hạn. Kanji ga muzukashii kedo, hoặc là kanji ga muzukashii kedo, hoặc là kanji ga muzukashii desu ga omoshiroi desu chẳng hạn thế. Thì mình sẽ phải, đầu tiên là mình phải nghe, xong là mình học thuộc cái đoạn này, sau đó là mình sẽ luyện cái phần là phản xạ. Gọi là mình để làm sao để phản xạ được, mình thuộc thì mình phản xạ được thôi. Đến cái video lần sau thì em đang dự định là em sẽ để luôn người Nhật nói luôn, có là người Nhật nói một câu xong mình trả lời một câu luôn, có là em để là ê đô đê cô đê, xong em dừng lại 5 giây chẳng hạn cho mọi người trả lời. Xong bắt đầu người ta sẽ trả lời luôn hộ mình xem là mình trả lời có đúng không. Thì cái đấy em sẽ làm vào cái lần sau nhé. Nhưng mà về cơ bản là mình sẽ có hai cách trả bài. Một là dưới dạng shadowing, hai là cái dưới dạng là phản xạ video. Nhưng có một cái này em muốn nhắc mọi người là gì? Đừng có để ý tới cái số lượng làm gì. Đừng để ý đến cái số lượng làm gì. Mà mình hãy chú tâm vào cái phần chất lượng. Thì cái chất lượng ở đây thì hiện tại giờ em đang focus cho mọi người một điểm này. Focus cho mọi người một điểm này. Đó là cái hạt xương của người ta. Nhưng mà cái hạt xương ông này ấy, thì đầu tiên là mọi người phải nghe đã, xong mọi người luyện dần nhá. Em đã giới thiệu trong cái video này rồi, nhưng mà nhá, mọi người nhớ là mình sẽ phải nghe được cái trọng âm đấy. Ví dụ như là nanji ni nemashita ka, đúng không? Nan là âm cao này. Nan nan này, âm na là âm cao này, âm ần là âm thấp này. Thì là mình phải nghe được là nanji ni nemashita ka, chứ không phải là nanji ni nemashita ka, đúng không? Là sai. Nanji ni nemashita ka, hoặc là có cái từ là wakarimashita, nó có cái từ là hey wakarimashita, thì là cái
chữ wa là thấp này, chữ karimashita là cao này, đúng không? Thì là wakarimashita, có là mình phải nghe được là người ta nói là wakarimashita thì mình cũng phải wakarimashita chứ không phải wakarimashita, hoặc là wakarimashita thì cũng không phải, mà phải là wakarimashita, có là mình phải bắt chước giống nhất có thể cái hạt trương của người ta. Và nếu như mà mình không biết là người ta đang nhấn cao ở đâu, người ta đang nhấn thấp ở đâu thì mình tra từ điển. Thì cái đấy em đã hướng dẫn ở trong cái video này rồi. Đấy, đúng nhỉ? Ngay cả cái câu chào nhá, Ohayou gozaimasu chứ không phải Ohayou gozaimasu, đúng không? Ohayou gozaimasu nó phải có âm cao âm thấp, thì mình phải nghe được là người ta cao ở đâu, người ta thấp ở đâu, thì mình phải luyện kỹ đến mức độ như thế thì dần dần cái bài đầu tiên nó kỹ thì đến những cái bài sau nó mới dễ được. Còn nếu mà lúc nào mình cũng cứ hời hợt mình nghe à Ohayou gozaimasu ai chả biết, chào buổi sáng chứ gì, sensei sensei ai mà chả biết, giáo viên chứ gì, nhưng mà nó phải, nhưng mà người ta nói sensei như thế nào ấy, kiểu vậy. Thế học thuộc luôn, học thuộc, lần sau cứ konnichiwa là konnichiwa chứ không phải là konnichiwa nữa, cứ gặp cái ông nào phát là konnichiwa là nó phải thành konnichiwa giống người Nhật chứ không phải. Ngày mà hôm nay mình đã thuộc rồi thì chắc chắn mình không bao giờ sai nữa. Hoặc nhá, mọi người có một cái từ nhá, hôm trước em có luyện sau hình trước rồi, nó trong bài này nó có một cái từ là kire kire để kire, đúng không? Nó có một cái câu là kire, thì là tự nhiên sau khi mà biết được cái từ đấy nha các bạn, đến lúc mà xem mấy cái YouTube của người ta ấy, là cái chữ ki bao giờ cũng cao, bất kể người ta nói cho câu nào, cho từ nào thì cái từ đấy nó cũng là âm cao và âm thấp, đúng không? Tức là ki rê thì là chữ ki cao và chữ rê là thấp đấy, ki rê đúng không? Ki rê thì là câu nào cũng thế, bài nào cũng thế, chỗ nào cũng thế, người ta chỉ nói ki rê chứ người ta không nói ki rê. Mọi người hiểu không? Có là học chắc để làm gì, để mọi người thuộc là những mà những cái muốn giao tiếp được ấy, theo cái quan điểm của em nhé, là muốn giao tiếp được mình chỉ cần biết các cái từ thông dụng là mình đã có thể giao tiếp được 70-80% rồi. Còn những cái từ khó không nói nhé, khó thì là học thuật rồi thì học PO gì đấy thì không nói rồi, nhưng mà những cái từ này là những cái từ mà gặp thường ngày ấy đấy. Mà khi để thì là mình thuộc cứ cái câu. Em đến hôm đấy em xem một cái video của một bạn beauty blogger thì là bạn ấy cũng khi để không chạch đi đâu được luôn. Có là không cần biết, không cần biết, không đừng học nhanh nhé cả nhà. Trên tinh thần là hiện tại bây giờ em đang không thích học nhanh đâu, em thích học chậm, nên là mọi người tạm thời mọi người cứ theo em khoảng tầm 2 tháng chậm đi nhá, không tin cũng được, tạm thời không tin cũng được, nhưng mà cứ thử làm đi đã nhá, thử 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 làm cho em 2 tháng chậm đi. Sau đó là đến 2 tháng đấy mà sau khi chậm rồi mà thấy nó không thay đổi thì lúc đấy mình bàn tiếp, còn nếu như mà thấy nó thay đổi thì làm tiếp nhá mọi người. Rồi đấy, thì em sẽ nghe cái video của mọi người, nhớ nhá, ít nhất một lần trả bài, một tuần trả bài một lần, còn các bạn có thể hôm nào cũng trả bài cũng được. Bạn nào mà chăm 7 ngày trả bài 7 ngày, đúng không? Bạn nào chăm nữa thì bạn nào chăm vừa vừa thì tuần 2 lần, mọi người chăm vừa vừa tuần 3 lần. Nhớ là nhá, muốn phát âm được được giống ấy cứ nghe đi, mọi người nghe đủ nhiều mọi người sẽ nhận ra, mọi người sẽ nhận ra được. Cứ là ngày hôm nay mọi người nhận ra một ít, ngày mai mọi người lại nhận ra thêm được ít nữa. Mọi người thử đi, nghe 7 ngày liên tiếp xem. Mỗi một lần nghe, mọi người sẽ nhận ra được một thứ mới. Đấy là điều chắc chắn nhá. Em đã thực hiện rồi, cái này là chắc chắn luôn. Em đã thực hiện cái này rồi nên là khẳng định 100% là hôm nay nghe konnichiwa khác, ngày mai lại nghe lại thấy. Có là ngày hôm nay mình nghe là konnichiwa, ngày mai mình nghe được cả chữ ân ở trong cái chữ kon đấy. Có là hôm nay mình chỉ nghe là konnichiwa nhưng mà ngày mai mình sẽ nghe cái âm ẩn, mình nghe được cái người người ta ngắt ở cái âm ẩn đấy, nó nặng xuống một tí ấy. Hoặc là hôm nay mình nghe là wakarimashita, ngày mai mình có thể nghe à mình thấy chữ wa thấp, mình chỉ chữ karimashita là cao đấy, kiểu thế. Mỗi một hôm mọi người sẽ tự nhiên mọi người thấy một cái gì mới nhá. Cái này là em đã thử rồi đấy, thì mọi người luyện trên tinh thần như vậy nhá, đừng học nhanh, ok nhá. 2 tháng đầu là học chậm, nghe đi nghe lại nhiều lần và lặp đi lặp lại.